Xin chào các bạn. Ngày nay, khoa học đang ngày càng phát triển, con người đã có bước tiến vĩ đại so với những gì chúng ta từng đạt được trong quá khứ. Thế nhưng, công nghệ không phải là chìa khóa vạn năng, có những điều trên thế giới mà khoa học thực nghiệm cho đến nay vẫn chưa thể có câu trả lời. Trong video lần này, mời các bạn hãy cùng chúng mình đến với những phát hiện khảo cổ bí ẩn và kỳ lạ nhất từng được các nhà khoa học tìm thấy. Móng vuốt 3.300 năm tuổi. Cách đây gần 3 thập kỷ, một nhóm các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một chiếc móng vuốt chim khổng lồ còn nguyên da thịt trong hang động trên núi Owen tại New Zealand. Kết quả phân tích cho thấy, chiếc móng vuốt bí ẩn này là phần cơ thể còn lưu lại từ xác khô có niên đại 3.300 năm của chim Moa vùng cao, một loài chim tiền sử đã biến mất từ nhiều thế kỷ trước. Chim Moa vùng cao hay Megalopteridinus là loài chim Moa đặc thù của New Zealand. Loài chim này xuất hiện lần đầu tiên cách đây 18,5 triệu năm. Với chiều cao hơn 3 mét, chim Moa từng là loài chim lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, chim Moa vùng cao lại là loài Moa nhỏ nhất khi chỉ cao 1,3 mét. Loài chim này có lông bao phủ toàn cơ thể trừ mỏ và bàn chân. Chúng không có cánh hay đuôi. Đúng như tên gọi, chúng sống ở những vùng cao nguyên khí hậu mát mẻ ở New Zealand. Khi người Paula Liza nhập cư vào New Zealand từ giữa thế kỷ 13, chim Moa đang phát triển mạnh. Chúng là động vật ăn cỏ thống trị trong những cánh rừng, đồng cỏ và vùng phụ cận bên các dãy núi cao trong hàng nghìn năm và chỉ có một kẻ thù duy nhất là đại bàng Haas. Tuy nhiên, khi con người xuất hiện, chim Moa nhanh chóng bị tuyệt chủng do nạn săn bắn và môi trường sống bị phá hủy. Điều kỳ lạ của phát hiện này là người ta không thể tìm ra nguyên nhân vì sao chiếc móng vuốt vẫn còn nguyên vẹn, không bị phân hủy trong suốt một thời gian dài, trong khi những phần còn lại của con vật này lại hoàn toàn biến mất. Viên đá Sabuckle. Năm 1885, một nhân viên tại một lò đúc của Áo đã tìm thấy một vật thể lạ có hình dạng kỳ quặc. Sau khi phá vỡ lớp vỏ bên ngoài, anh nhìn thấy bên trong có một khối sắt lạ mắt, xung quanh có nhiều vết nứt và lỗ nhỏ, màu sắc kỳ lạ và một khe sâu nằm ở chính giữa. Sau khi giao lại cho Viện Bảo tàng vào năm 1886, giáo sư Aidan Wood đã tiến hành nghiên cứu hình khối và xác định nó là một phần của một thiên thạch. Tuy nhiên, một nghiên cứu sâu hơn của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Vienna đã chứng minh rằng vật thể lạ trên không phải là thiên thạch mà có thể là một vật thể nhân tạo nhưng chưa thể xác định được nguồn gốc. Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định Sabuckle đã có ít nhất 60 triệu năm tuổi. Sự thật về xuất xứ của hòn đá Sabuckle cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Nó hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Heimatau ở Vienna. Trứng đá bí ẩn tại hồ Winnipesaukee. Năm 1872, các công nhân xây dựng trong khi đào một cái hố để chôn cột rào gần bờ hồ Winnipesaukee thuộc khu vực New England, nước Mỹ, đã phát hiện được một cục đất sét bên trong chứa một hiện vật hình quả trứng nằm dưới mặt đất khoảng 1,8 mét. Được đặt tên là hòn đá bí ẩn hay Mystery Stone, đây là một trong những di vật khiến người ta vô cùng tò mò nhưng lại ít được biết đến ở bang New Hampshire. Trong hơn 100 năm qua, rất nhiều nhà khảo cổ học chuyên nghiệp và nghiệp dư đã đưa ra nhiều phỏng đoán về nguồn gốc của hiện vật kỳ lạ này nhưng vẫn chưa thể tìm ra một câu trả lời xác đáng. Loại đá này không phổ biến ở bang New Hampshire và không một tạo vật nào với những họa tiết hay thiết kế tương tự từng được phát hiện trên nước Mỹ. Nhiều khả năng đây là sản phẩm của bộ tộc nào đó sống trên một vùng đất cách xa châu Mỹ vào một thời kỳ vô cùng xa xưa bởi chưa có một sản phẩm nào được các thổ dân da đỏ tạo ra có thể điêu luyện đến vậy. Quả trứng đá bí ẩn này có chiều dài xấp xỉ 10,2cm, chiều dày 6,4cm, cân nặng 510g cùng với một tông màu tối. Cứng như đá granite, hòn đá này có kích cỡ và hình dạng của một quả trứng ngỗng. Đây là loại đá thạch anh có nguồn gốc từ đá sa thạch hay đá milonite. Loại đá mịn được hình thành nhờ sự dịch chuyển của các lớp đá dọc theo các đới đứt gãy. Các lỗ khoan ở cả hai đầu hòn đá và nó được khoan thông từ đầu này sang đầu bên kia bằng các công cụ có kích thước khác nhau, rồi lại được đánh bóng dọc theo bề mặt. Ngoài thiết kế và tạo hình khác thường, hòn đá này còn được in dấu những nét chạm khắc kỳ lạ, từ các biểu tượng thiên văn cho đến một khuôn mặt người dọc theo các bề mặt trơn nhẵn. Mặt bên thứ ba hiện lộ một cái lều có 4 cây cọc, một hình bầu dục và một khuôn mặt người. Khuôn mặt được khắc trũng xuống với phần mũi không trồi lên quá bề mặt quả trứng, kèm theo một đôi môi dường như mang đến cho khuôn mặt một nét biểu cảm có chủ đích. Người ta cho rằng hòn đá này đã được tạo ra nhờ sử dụng một loại máy móc nào đó. Tuy nhiên, vẫn chưa ai biết được ai là người đã tạo ra vật thể này, từ bao giờ và lý do tại sao. Hiện tại, hòn đá đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử bang New Hampshire.
Đài tưởng niệm Obelisk. Một trong những bí ẩn khảo cổ nổi tiếng nhất trên thế giới là tòa tháp Antinite Obelisk, với chiều cao lớn hơn bất kỳ công trình tòa tháp tưởng niệm nào từng được xây dựng. Đây được mệnh danh là tòa tháp cổ kính vĩ đại nhất từng được con người biết đến, tọa lạc ở gần vùng đất phía bắc mỏ đá tại Aswan, Ai Cập. Nó có chiều dài 42m và hầu hết công trình ở trạng thái còn dang dở. Một vài vết nứt kỳ lạ được các nhà khảo cổ phát hiện trên những tảng đá nguyên khối mà người ta sử dụng làm tường trong khi xây dựng. Nhiều ý kiến cho rằng nữ hoàng Hatshepsut là người đã ra lệnh xây dựng tòa tháp. Nếu như hoàn thành, các nhà khoa học dự tính rằng trọng lượng của nó có thể lên tới 1.200 tấn. Cho đến nay, mục đích xây dựng đài tưởng niệm Obelisk vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Mặt khác, nguyên nhân công trình này đột ngột bị dừng thi công cũng là một ẩn số. Hiện, lăng mộ đang được chính phủ Ai Cập bảo vệ như một di tích lịch sử vô cùng quý giá. Những quả cầu đá khổng lồ ở Costa Rica. Được phát hiện ở vùng tam giác Vieques thuộc Costa Rica, những quả cầu đá này là một trong những bí ẩn của ngành khảo cổ học thế giới. Kể từ những năm 1930, hàng trăm hòn đá như vậy đã được người ta ghi nhận. Chúng có nhiều kích cỡ với đường kính từ vài cm cho tới hơn 2m. Tổng cộng có đến 186 vật thể như vậy được tìm thấy ngay từ năm 1963 và cho tới ngày nay, con số đã lên tới ngoài 300. Hòn đá lớn nhất nặng đến 16 tấn và hầu hết chúng được cấu tạo từ grano diorit, một chất liệu đá cứng được hình thành từ dung nham núi lửa. Mặc dù không xác định được niên đại cũng như nguồn gốc xuất xứ, nhiều nhà khoa học cho rằng những viên đá này được tạo ra bởi những bộ lạc cổ đại. Một số giả thuyết lại nói rằng nguồn gốc của chúng đến từ thành phố bí ẩn Atlantis, hoặc là sản phẩm của các vị thần. Mặt khác, những viên đá này được tạo ra nhằm mục đích gì thì cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Đầu đá Olmec ở Mexico. Những đầu đá Olmec là di tích về một nền văn minh cổ đại thuộc vùng Trung Mỹ và phía Nam của Bắc Mỹ, nơi có ảnh hưởng khá sâu rộng đến văn hóa của người Aztec và Maya, phát triển cực thịnh trong những năm 1200 đến 400 trước Công nguyên ở vùng vịnh bờ biển Mexico. Nó được xây dựng bởi những nghệ nhân và nhà điêu khắc điêu luyện. Họ làm nên những bức tượng, công cụ, mặt nạ và bia đá rất tinh xảo. Trong số đó, những tác phẩm chạm khắc đầu người là phổ biến nhất, với 17 hiện vật được tìm thấy ở khu vực gần La Venta, San Lorenzo và Zapote. Tất cả trong số chúng đều có các chạm trổ giống nhau, mũi tẹt, môi dày cùng các họa tiết phức tạp và bí ẩn ở trên đầu. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách người Olmec mô tả những chiến binh hoặc thủ lĩnh, tù trưởng hay thậm chí là biểu tượng cho bộ lạc của họ. Đài tưởng niệm Yonaguni tại Nhật Bản. Khu tưởng niệm Yonaguni là một tàn tích bằng đá nằm dưới lòng nước ngoài khơi Yonaguni, phía nam tận cùng quần đảo Ryukyu. Năm 1986, Kihachiro Aratake, một người thợ lặn đã vô tình phát hiện ra di tích này ở độ sâu khoảng 25m dưới mực nước biển. Các nhà khảo cổ học tiếp cận, họ đã vô cùng bất ngờ bởi vẻ đẹp tráng lệ của nó với thiết kế vuông vức từ nhiều bức tường, bậc thang, cột dựng và cả những tảng đá chạm khắc hình mặt người. Tuy nhiên, công trình này không chỉ đơn độc một mình nơi đây. Có đến 10 di tích tương tự khác được tìm thấy gần Yonaguni, bao gồm cả một lâu đài, 5 ngôi đền và một nơi khác được xây dựng như thể một sân vận động cổ đại. Điều thú vị hơn là toàn bộ những nơi này đều được kết nối với nhau bởi các con đường cố định. Di tích Göbekli Tepe ở Thổ Nhĩ Kỳ. Göbekli Tepe được phân loại là một khu di tích đồ đá mới xuất hiện từ năm 9600 đến năm 7300 trước Công nguyên, có hình dáng và cấu trúc hình tròn đặt trên một quả đồi. Nhiều tảng đá chạm khắc thủ công và được sắp xếp một cách có chủ ý vào thời kỳ mà con người chưa có bất kỳ một công cụ kim loại hỗ trợ nào. Khu vực này lần đầu tiên được biết đến rộng rãi khi một công trình nghiên cứu tiến hành bởi Đại học Istanbul và Đại học Chicago được công bố vào năm 1963. Sau đó, người ta đã khám phá thêm những di tích đi kèm khác. Khởi đầu là cuộc khai quật vào năm 1995 bởi giáo sư Klaus Schmidt hợp tác với Học viện Khảo cổ Đức. Göbekli Tepe được mệnh danh là một bước phát triển lớn của xã hội loài người. Trong tương lai, nhiều kế hoạch đang được xây dựng nhằm bảo tồn và nghiên cứu di tích lịch sử quý giá này. Bãi đá Canac tại Pháp. Bãi đá Canac là một tập hợp những tảng cự thạch sắp xếp xung quanh ngôi làng Canac ở Brittany, nước Pháp, bao gồm những cột đá thẳng đứng trên mặt đất, chiều dài phân bố có thể lên đến 1 km với hàng trăm cột đá đặt gần liền nhau. Canac là di tích lịch sử đá cự thạch lớn nhất trên thế giới. Các nhà khoa học tin rằng chúng có nguồn gốc từ thời kỳ đồ đá mới từ năm 4000 đến năm 2000 trước Công nguyên.
tượng đá Moai ở đảo Phục Sinh. Đảo Phục Sinh là một hòn đảo thuộc Polynesia, phía đông nam Thái Bình Dương, nổi tiếng với hơn 900 tượng đá khổng lồ có niên đại hàng trăm năm. Trong đó, những tượng đá nguyên khối hình người với tên gọi là Moai được tạc khắc bởi tộc người Rapa Nui vào khoảng năm 1250 đến năm 1500 sau Công Nguyên, luôn thu hút nhiều sự chú ý nhất. Đây là bằng chứng cho thấy người tạo ra nó phải là một bậc thầy về điêu khắc và kỹ thuật. Có 887 bức tượng Moai, bức lớn nhất được ghi nhận có chiều cao 21m, nặng tới hơn 160 tấn. Tượng Moai có đầu lớn với mũi và cằm nhọn, hầu hết được tạo ra từ đá núi lửa. Trước đây, mọi người đều nghĩ chỉ có phần đầu là tác phẩm cuối cùng, nhưng một cuộc khai quật vào 100 năm trước đã cho thấy còn có cả phần cơ thể được chôn dưới đất đi liền với chúng với nhiều hình xăm độc đáo được khắc và vẽ lên. Làm sao người ta có thể dựng được những bức tượng có chiều cao và khối lượng khổng lồ như vậy trong thời kỳ xa xưa? Họ tạo ra chúng để làm gì? Cho đến nay, đây vẫn là những câu hỏi đỏ ngỏ. Dwarka, thành phố Ấn Độ bí ẩn. Dwarka là một trong những thành phố cổ đại nhất trong lịch sử Ấn Độ, với chiều dài 5 dặm và chiều rộng 2 dặm. Thành phố nằm ở dưới lòng biển sâu ngoài vịnh Cambay ở bờ biển phía tây Ấn Độ. Dwarka có nghĩa là thành phố vàng, một cách đặt tên tưởng nhớ tới vị thần Krishna của đạo Hindu. Phát hiện khảo cổ này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà khoa học vì niên đại của nó lên đến 5.000 năm, chứa đựng rất nhiều giá trị lịch sử lâu dài của nền văn minh nhân loại. Các chuyên gia hải dương học cũng đã sử dụng cả hệ thống hình ảnh siêu âm để định vị nơi chứa nhiều tàn tích. Người ta cho rằng có khả năng thành phố này đã bị nhấn chìm do băng tan vào cuối kỷ băng hà. Tuy nhiên, điều kỳ lạ ở đây là rất nhiều chi tiết chạm khắc, kiến trúc đều được bảo toàn một cách nguyên vẹn. Khu mộ đá Menga ở Tây Ban Nha. Mộ đá Menga là một gò đất xây dựng dưới dạng khu mộ cổ với niên đại vào khoảng thiên niên kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Nó nằm ở gần Antequera, Malaga tại Tây Ban Nha, nổi tiếng là một trong những cấu trúc cự thạch cổ xưa lớn nhất ở châu Âu. Với chiều cao 25m, rộng 4m, nó được xây dựng từ 32 khối đá, lớn nhất trong đó có khối lượng lên tới 180 tấn. Sau khi hoàn thành, hầm mộ được chia thành các buồng và con đường dẫn vào trung tâm. Cấu trúc này được lấp lại thành gò đất như ngày hôm nay. Di tích này được phát hiện vào thế kỷ 19. Ngoài ra, các nhà khảo cổ học còn phát hiện hàng trăm bộ xương bên trong ngôi mộ. Gantiza, đảo Quốc Mô Ta. Cổ kính hơn cả Stonehenge và Kim Tự Tháp, hai ngôi đền Gantiza ở Sagagozo là một trong những tàn tích khảo cổ quan trọng nhất ở Mô Ta. Những địa danh này được biết đến nhiều nhất với cấu trúc thuộc về thời kỳ đồ đá mới, xuất hiện vào khoảng năm 3600 đến 2500 trước Công Nguyên. Kể từ năm 1772, di tích này trở nên nổi tiếng và dần được khám phá vào năm 1872. Tổng hợp kiến trúc này gồm hai ngôi đền bao quanh bởi một bờ tường rộng lớn, ngăn cách với bên ngoài với kỹ thuật xây dựng đặc biệt khi mà còn chưa xuất hiện các công cụ kim loại và xe đẩy hỗ trợ con người. Thế kỷ 20, chính quyền đã tiến hành khôi phục lại di tích, đồng thời nghiên cứu thêm nhiều góc cạnh liên quan đến bảo tồn một cách hiệu quả nhất. Nhờ vào vẻ đẹp độc đáo của mình, UNESCO đã công nhận địa danh này là một di sản văn hóa thế giới. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.